thân mến. Ở tiết học trước, các em đã được học bài ứng dụng của tích phân trong hình học, dùng để tính diện tích hình phẳng và thể tích của vật thể. Ngày hôm nay, chúng ta đi vào tiết bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho các em. Chúng ta vào hoạt động tiếp cận kiến thức. Mời các em quan sát hình vẽ. Câu hỏi đặt ra như sau: diện tích hình phản, phần gạch sọc trong hình bên được tính như thế nào? Thì ở quan sát hình vẽ, chúng ta thấy rằng hình phản của chúng ta được giới hạn bởi đường cong y bằng fx, các đường thẳng x bằng a, x bằng b và trục hoành ox. Như vậy hình phản của chúng ta thuộc diện hình thang cong số 1. Vậy thì đứng trước hình phản được giới hạn bởi các đường như vậy thì diện tích x của chúng ta sẽ được tính bằng tích phân đi từ a đến b, giá trị tuyệt đối của fx à, dx. Chúng ta qua câu hỏi số 2. Mời các em quan sát hình phản. Và câu hỏi đặt ra như sau: Diện tích hình phản phần gạch chéo trên hình bên được tính như thế nào. Thì các em thấy rằng hình phản của chúng ta được giới hạn bởi hai đường cong y bằng fx, y bằng gx và các đường thẳng x bằng a, x bằng b. Thì đây là hình thang cong loại 2 mà các em đã được học ở tiết học hôm trước. Thì đứng trước hình thang cong loại 2 này thì diện tích hình phản của chúng ta sẽ được tính bằng công thức x bằng tích phân đi từ a đến b giá trị tuyệt đối của fx trừ gx dx Chúng ta vào hoạt động số 2, hoạt động hình thành kiến thức. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ nghiên cứu phương pháp giải của một số dạng bài thường gặp. Mời các em đến với dạng bài đầu tiên. Dạng 1. Hình phản hóc giới hạn bởi các đường cong y bằng fx. Đường thẳng y bằng 0, tức là trục hoành ox. Các đường thẳng x bằng a, x bằng b, với a nhỏ hơn b. Thì đứng trước dạng hình phản loại 1 này, thì phương pháp giải được tiến hành như thế nào? Bước 1. Các em giải phương trình hoành độ giới điểm fx bằng 0, thầy gọi là phương trình sao. Bước 2. Nếu phương trình sao không có nghiệm trên khoảng AB, thì gần tích hình phản x bằng tích phân đi từ A đến B, giá trị tuyệt đối của fx, dx. Và vì fx không có nghiệm trên khoảng AB, nghĩa là fx không đổi dấu trên khoảng AB đó, do đó tích phân này được viết lại bằng giá trị tuyệt đối của tích phân đi từ A đến B của fx, dx. Nếu phương trình sâu có nghiệm trên khoảng AB, giả sử các nghiệm đó là C và D. Như vậy các em thấy cái đường cong y bằng x của chúng ta, à, các trục hoành OX tại các điểm CD thuộc khoảng AB thì lúc đó diện tích sẽ bằng tích phân đi từ A đến B, giá trị tuyệt đối của FxDx. Và để tính tích phân này, chúng ta sẽ được phân tích ra thành tổng của ba tích phân. Tích phân thứ nhất, tích phân đi từ A đến C, giá trị tuyệt đối của FxDx là hình phản số 1. Tích phân thứ hai sẽ là tích phân từ C đến D của giá trị tuyệt đối f(x)dx là diện tích của hình phản số 2. Và tích phân thứ ba sẽ là tích phân từ D đến B của giá trị tuyệt đối f(x)dx, tức là diện tích của hình phản số 3. Một lần nữa, mời các em xem lại phương pháp giải của dạng bài số 1. Và để khắc sâu hơn kiến thức của dạng bài số 1 này thì mời các em đến với ví dụ số 1. Bài tập số 1 tính diện tích hình phản giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x bình trừ 1. Trục hoành, trục tung và đường thẳng x bằng 3. Chúng ta có bốn đáp án A, B, C và D. Thì đứng trước hình phản này chúng ta thấy rằng hình phản hót được giới hạn bởi góc đường y bằng fx bằng x bình trừ 1. Trục hoành OX tức là đường thẳng y bằng 0. Trục tung tức là đường thẳng x bằng 0 và đường thẳng x bằng 3. Như vậy bằng việc tóm tắt hình phản hót thì chúng ta thấy rằng bài toán của chúng ta rơi vào hình phản dạng 1. À. Vậy thì bước 1 chúng ta sẽ đi lập phương trình hành độ dấu điểm của đồ thị hàm số với trục hoành. Tức là ta có được phương trình fx bằng 0. Tương đương x bình trừ 1 bằng 0. Giải phương trình này ta được hai nghiệm x bằng 1 thuộc khoảng 0, 3 và x bằng trừ 1 không thuộc khoảng 0, 3. Vậy thì lúc đó diện tích hình phản cần tìm sẽ là x bằng tích phân đi từ a đến b giá trị tuyệt đối của fx dx. Chúng ta sẽ thay a bằng 0. Thay b bằng 3 và chúng ta sẽ thay fx bằng cái hàm số đề cho. Thì chúng ta sẽ thu được x bằng tích phân đi từ 0 đến 3 giá trị tuyệt đối của x bình trừ 1 dx. Và vì x bình trừ 1 bằng 0 có nghiệm x bằng 1 thuộc khoảng 0 3, cho đó để tính tích phân này sẽ được tách ra làm tổng của hai tích phân. Bằng tích phân đi từ 0 đến 1 giá trị tuyệt đối của x bình trừ 1 dx cộng tích phân từ 1 đến 3 giá trị tuyệt đối của x bình trừ 1 dx. Và lúc này, bằng việc đưa giá trị tuyệt đối ra ngoài, chúng ta sẽ thu được giá trị tuyệt đối của hai tích phân. Giá trị tuyệt đối tích phân đến từ 0 đến 1 của x bình trừ 1 dx cộng giá trị tuyệt đối tích phân đến từ 1 đến 3 của x bình trừ 1 dx. Và bằng việc lấy nguyên hàm thế căn, chúng ta sẽ thu được kết quả là 2/3 kết quả của tích phân thứ nhất cộng 20/3 kết quả của tích phân thứ hai và tổng lại chúng ta được 22/3 đơn vị diện tích. Và với kết quả này, chúng ta sẽ đọc có đáp án của ví dụ 1 đó là đáp án B. x bằng 22 phần 3. Như vậy khi một hình phản giới hạn bởi một đường cao y bằng fx, trục hoành ox và các đường thẳng x bằng a x bằng b thì phương pháp giải được tiến hành như trên. Và thì nếu có một hình phản được giới hạn bởi hai đường cao thì bài toán được giải như thế nào? Mời các em đến với dọn toán số 2. Dọn 2, hình phản h giới hạn bởi đồ thị y bằng fx, đồ thị y bằng gx, các đường thẳng x bằng a x bằng b với A nhỏ hơn B, thì phương pháp giải được tiến hành như sau. Bước 1, em đi giải phương trình hành độ dấu điểm Fx bằng gx. Bước 2, nếu phương trình không có nghiệm trên khoảng AB, thì diện tích x sẽ bằng tích phân từ A đến B, giá trị tuyệt đối của Fx trừ gx, dx. Và giống như ở dạng 1, khi Fx trừ gx không có nghiệm trên khoảng AB, thì lúc đó dấu tích phân được đưa ra ngoài, bởi vì Fx trừ x sẽ không độ dấu trên khoảng AB đó xin lỗi các em giá trị đó sẽ đưa đưa ra ngoài và diện tích sẽ được viết lại bằng giá trị tuyệt đối của tích phân đi từ a đến b của fx trừ gx dx nếu phương trình có nghiệm trên khoảng AB, thầy giả sử các nghiệm đó là C và D, thì diện tích hình phản sẽ là x bằng tích phân đi từ, từ A đến C, giá trị tuyệt đối fx trừ gx dx, cộng tích phân đi từ C đến D, giá trị tuyệt đối fx trừ gx dx và cộng tích phân từ D đến B của giá trị tuyệt đối fx trừ g x dx. Và các em lưu ý rằng nếu phương trình có nhiều nghiệm hơn nữa thì chúng ta cũng được phân tích ra thành tổng của tích phân như thế. Hoặc ít nghiệm chúng ta cũng được phân tích ra như vậy. Đặc biệt các em chú ý khi hình phản hóc giới hạn bởi hai đường cong y bằng fx y bằng g x mà không để không cho x bằng a x bằng b thì chúng ta tiến hành bước 1 sẽ tìm a và b bằng cách giải phương trình hành độ dấu điểm fx bằng g x bước 2. Nếu phương trình có hai nghiệm thì ta áp dụng trường hợp A ở đây, trường hợp này. B. Nếu phương trình có nhiều hơn hai nghiệm thì ta áp dụng trường hợp B ở đây, tức là lúc đó diện tích sẽ được tách ra thành tổng của nhiều tích phân. Một lần nữa, mời các em quan sát lại phương pháp giải đối với dọn bài số 2 này. Và để khắc sâu hơn kiến thức của dọn bài số 2 này, thì mời các em vào ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 2. Câu 29 trong đề thi minh họa kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố. Mời các em quan sát hình vẽ và câu hỏi đặt ra như sau. Diện tích phần hình phản x, phần gạch chéo trong hình được tính như thế nào? Chúng ta có bốn đáp án A, B, C và D. Thì chúng ta phân tích hình phản, chúng ta thấy rằng hình phản hóc của chúng ta được giới hạn bởi đồ thị fx bằng trừ x bình cộng 2. Đồ thị gx bằng x bình trừ 2x trừ 2 và các đường thẳng x bằng trừ 1, x bằng 2. Và rõ ràng, fx và gx không có nghiệm nào khác trên đoạn trừ 1 đến 2. Do đó, diện tích hình phản của chúng ta sẽ được xác lập bằng công thức tích phân đi từ A đến B, giá trị tuyệt đối của fx trừ gx, dx. Chúng ta thả A bằng trừ 1, B bằng 2. Và chúng ta nhận thấy rằng trên đoạn trừ 1 đến 2, thì fx luôn luôn lớn hoặc bằng gx, nghĩa là fx trừ gx sẽ không âm trên đoạn ab đó. Do đó, giá trị tuyệt đối của fx trừ x sẽ bằng chính fx trừ gx. Bằng cách thay fx bằng trừ x bình cộng 2, thay gx bằng x bình trừ x 2x trừ 2, ta thu được tích phân mới. Bằng việc làm gồm và ta thu được kết quả, tích phân từ trừ 1 đến 2 của trừ 2x bình cộng 2x cộng 4dx. Và với kết quả này, đối chiếu với đáp án A, B, C, D, chúng ta dễ dàng nhận thấy đáp án của ví dụ 2 là đáp án A. Mời các em vào ví dụ số 3. Và các em thân mến, trong chương trình giảm tải của bộ ở đề thi ở chương trình học kỳ 2, thì bộ yêu cầu rất rõ ràng cái việc làm các bài tập 1, 2 và 4 trong sách giáo khoa là các phần học sinh cần giải. Do đó trong tiết học ngày hôm nay, thầy ưu tiên dùng thời gian để mà giải các bài tập sách giáo khoa cho các em qua đó giúp các em ôn luyện kiến thức cơ bản thật tốt ví dụ số 3 chính là bài tập 1 sách giáo khoa trang 121 tính diện tích hình phản giới hạn bởi các đường có a y bằng x bình và y bằng x cộng 2 có b y bằng giá trị tuyệt đối của lóc 3x và y bằng 1 có c y bằng x trừ 6 tất cả bình và y bằng 6x trừ x bình thì quan sát ba cao a b và c chúng ta thấy rằng câu A và câu C dạng bài này tương tự ví dụ 2, tức là câu 29 trong điểm minh họa của bộ mà chúng ta vừa giải lúc nãy. Do đó, thầy xem câu A và câu C giống như bài tập về nhà để các em luyện thêm. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào giải câu B. Tức là hình phản giới hạn bởi các đường y bằng giá trị tuyệt đối lóc nó 3 của x và y bằng bằng 1. Ta đặt fx bằng giá trị tuyệt đối lóc nó 3 của x gx bằng 1. Chúng ta xét phương trình hành độ dấu điểm fx bằng gx, tương đương giá trị tuyệt đối log 3 của x bằng 1, tương đương log 3 của x bằng trừ 1, hoặc log 3 của x bằng 1. Ta tìm được các nghiệm x bằng 1 phần a và x bằng a. Vậy thì suy si ra diện tích của chúng ta sẽ là tích phân đi từ 1 phần a đến a, giá trị tuyệt đối của fx trừ gx dx. Bằng cách thay fx bằng giá trị tuyệt đối log 3 của x, thay gx bằng 1 thì ta thu được tích phân mới. Tích phân đi từ 1 phần A đến A của giá trị tuyệt đối. Của giá trị tuyệt đối lóc nó bé x 1 đi x. Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta bây giờ là ta sẽ xử lý giá trị tuyệt đối của lóc nó 3 x như thế nào? Thì các em lưu ý, dễ dàng nhận thấy rằng lóc nó 3 của x sẽ âm khi x nhỏ hơn 1 và lóc nó 3 của x sẽ dương khi x lớn hơn 1. Chính vì vậy, tích phân này sẽ được viết lại bằng tích phân từ 1 phần A đến 1 thì lúc đó lóc nó 3 của x sẽ âm Do đó giá trị tuyệt đối log nó no 3 của x được viết lại là bằng trừ log nó no 3 của x và trừ 1 chúng ta viết lại. Cộng tích phân từ 1 đến a thì lúc đó log nó no 3 của x sẽ dương. Do đó giá trị tuyệt đối log nó no 3 của x được viết lại bằng log nó no 3 của x và trừ 1 chúng ta viết lại. Và lúc này bằng cách đưa dấu giá trị tuyệt đối ra ngoài tích phân, ta thu được giá trị tuyệt đối của hai tích phân và thể đặt nó là giá trị tuyệt đối của tích phân y1 cộng giá trị tuyệt đối của tích phân y2. Và việc còn lại của chúng ta bây giờ là đi tính tích phân Y1 và tích phân Y2. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính tích phân Y1 bằng tích phân từ, từ 1 phần A đến 1 của lóc ngay 3X cộng 1 DX. Thì dễ dàng nhận thấy rằng tích phân của chúng ta là tích phân giải bằng phương pháp từng phần mà các em đã được học ở tiết trước. Chúng ta đặt U bằng lóc 3 của X cộng 1 DV bằng DX. Ta có được DU sẽ là 1 phần X DX và V bằng X. Vậy thì lúc đó tích phân y1 sẽ được viết lại bằng tích phân đi từ 1 phần a đến 1 của u dv và theo công thức tích phân từng phần sẽ được viết lại bằng u nhân v cặn đi từ 1 phần a đến 1 trừ tích phân đi từ 1 phần a đến 1 của v du và bằng cách thế uv mà chúng ta đã tìm được ở trên cũng như là v du chúng ta tìm được ở trên vào tích phân số 2 thì chúng ta sẽ thu được kết quả bằng log ngang 3 của x cộng 1 tất cả nhân x cộng đi từ 1 phần a đến 1 trừ tích phân đi từ 1 phần a đến 1 của x nhân 1 phần x dx. Thế 1 vô chúng ta sẽ được log 1 là bằng 0, như vậy còn là 1 nhân 1 ta được bằng 1. Thế cận 1 phần a cho chúng ta thu được kết quả log 3 của 1 phần a là trừ 1 cộng 1 bằng 0, chúng ta có kết quả này. Đối với tích phân đi từ 1 phần a đến 1 của x nhân 1 phần x dx thì chúng ta thấy rằng x với x triệt tiêu, như vậy còn lại 1 dx có nguyên hòm là x cộng đi từ 1 phần a đến 1 và bằng cách thế cộng vô x chúng ta sẽ thu được kết quả cuối cùng của tích phân Y1 là 1 phần A. Hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ đến với tích phân Y2 là tích phân đi từ 1 đến A của lóc 3X trừ 1 dx cũng tương tự tích phân từng phần ở Y1 thì chúng ta có thể tự giải tích phân này và kết quả của tích phân này bằng 2 trừ A. Vậy thì suy si ra diện tích của chúng ta sẽ bằng giá trị tuyệt đối của tích phân Y1 cộng giá trị tuyệt đối của tích phân Y2. Bằng cách thế Y1 là 1 phần A y2 là bằng 2 trừ a thì chúng ta sẽ thu được kết quả cuối cùng của diện tích là bằng 1 phần a cộng a trừ 2 đơn vị diện tích. Chúng ta tiếp tục với ví dụ số 4 là bài tập số 2, sách giáo khoa trong 121. Bài toán đặt ra như sau. Tính diện tích hình phản giới hạn bởi đường cong y bằng x bình cộng 1 tiếp tuyến với đường cong này tại điểm M là 2 năm và trục Y thì chúng ta nhận thấy rằng hình phản của chúng ta được giới hạn bởi đường cong fx là x bình cộng 1. Tiếp tiến với đường cong này tại điểm M có tọa độ 2 năm chính là đồ thị gx. Như vậy chúng ta trước khi tính diện tích hình phản này cần phải tìm cách tiếp tiến với đường cong tại điểm M là 2 năm. Chúng ta ôn lại kiến thức về viết phương trình tiếp tiến. Đầu tiên chúng ta đi tính độ hồng của hàm số x y phải là bằng 2x. Vậy thì lúc đó phương trình tiếp tuyến với đường cong tại điểm M có tọa độ 2 năm sẽ có dạng y trừ -Y y0 bằng f phải x0 thừa số x trừ -X x0 bằng cách thế x0 bằng nam, ta được vế trái là y trừ nam. f phải x0 với x0 là hai chúng ta thế vào đây ta sẽ được hai nhân hai bằng bốn như vậy ta được f phải x0 có giá trị là bốn thừa số x trừ -X x0 như vậy là x trừ hai Lòng ta thu được tiếp tuyến của chúng ta là y bằng bốn x trừ ba mời các em quan sát hình vẽ. Đây là đường cong y bằng fx tức là đường cong của parabol x bình cộng 1. Và đây là tiếp tuyến tại điểm M có tọa độ là 2 nam và thì đây chính là phần hình phản chúng ta cần tính. Và thì nhìn hình phản chúng ta thấy rằng hình phản hóc của chúng ta được giới hạn bởi đường cong fx là bằng x bình cộng 1. Đường thẳng gx tức là bằng 4x trừ 3. Các đường thẳng x bằng 0, x bằng 2. Và thì suy ra diện tích hình phản cần tìm của chúng ta, x sẽ bằng tích phân đi từ a đến b giá trị tuyệt đối fx trừ gx dx thay cạnh a bằng 0, thay cạnh b bằng 2, thay fx bằng x bình cộng 1, thay gx bằng 4x trừ 3, chúng ta sẽ thu được tích phân mới. Làm gọn tích phân này và đưa giá, giá trị tuyệt đối ra ngoài tích phân, ta sẽ thu được giá trị tuyệt đối tích phân từ 0 đến 2 của x bình trừ 4x cộng 4 dx. Bằng cách lấy nguyên hàm và thế cạnh đi từ 0 đến 2, chúng ta sẽ thu được kết quả của diện tích là bằng 8 phần 3 đơn vị diện tích. Tiếp tục, Bài học ngày hôm nay mời các em đến với dụ số 5 là bài tập số 3, sách giáo khoa trang 121. Đề bài toán như sau. Parabol y bằng 1 phần 2x bình chia hình tròn có tâm tại góc tọa độ bán kính 2 căn 2 thành 2 phần, tìm tỉ số diện tích của chúng. Vậy thì cái việc đầu tiên của chúng ta là đi viết cái phương trình đường tròn có tâm O vào bán kính R bằng 2 căn 2 sẽ có dạng x bình cộng y bình bằng 8 chúng ta suy ra được y bằng cộng trừ căn của 8 trừ x bình. Mời các em quan sát hình vẽ. Và đây là đường tròn tâm ô. Và đây là parabol của chúng ta. Mà thì suy ra phía trên trục hoành đường tròn sẽ có phương trình là y bằng căn của 8 trừ x bình. Vì phía trên trục hoành là y sẽ lớn hơn 0. Do đó, nửa đường tròn phía trên trục hoành này sẽ có phương trình y bằng căn 8 trừ x bình. Và cái đường cong của chúng ta chính là parabol y bằng 1 phần 2x 1 phần 2 x bình. Vậy thì chúng ta cần đi tìm có hành độ vô điểm của đường tròn và cái đường cong parabol này bằng cách lập phương trình hành độ vô điểm. 1 phần 2 x bình bằng can 8 trừ x bình. Bình phương hai vế phương trình ta thu được 1 phần 4 x mũ bóng bằng 8 trừ x bình. Tương đương x mũ bóng cộng 4 x bình trừ 32 bằng 0 ta thu được 2 nghiệm x bằng cộng trừ 2. Như vậy, hoành độ vô điểm chúng ta đã tìm được là x bằng trừ 2 và x bằng 2. Và thì lúc này diện tích phần gạch sọc của chúng ta, x1 sẽ là tích phân đi từ trừ 2 đến 2 của fx trừ gx dx. Vì sao chúng ta không cần giá trị đó ở đây? Bởi vì quan sát hình vẽ chúng ta thấy rằng trên đoạn trừ 2 đến 2 thì fx của chúng ta luôn lớn thật bằng gx. Do đó fx trừ x sẽ không âm trên đoạn trừ 2 đến 2. Và diện tích này một lần nữa được viết lại bằng hiệu của hai tích phân đi từ trừ 2 đến 2 của can 8 trừ x bình dx trừ tích phân từ từ 2 đến 2 của 1 phần 2x bình dx. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính tích phân y1 và tích phân y2 này. Tính y1 bằng tích phân từ từ 2 đến 2 của can 8 trừ x bình dx. Đây là một tích phân quen thuộc của dạng đổi biến. Đạt x bằng 2 căn 2 sin t hai căn 2 này là do can A tức là can tóm bằng 2 căn 2 sin t với điều kiện của t thuộc đoạn trừ b trên 2 đến b trên 2. Vì phân hai vế ta được dx bằng 2 căn 2 cos t dt. Và đổi biến thì luôn kèm thêm việc đổi cặn. Với x bằng trừ -2 thì chúng ta sẽ được t bằng trừ b trên 4. Với căn x bằng 2 thì chúng ta thu được t bằng b trên 4. Vậy thì suy ra y1 của chúng ta sẽ được viết lại bằng trừ b trên 4 đến b trên 4 can tóm trừ tóm sin bình t nhân 2 căn 2 cos t dt. Bằng cách lấy tóm lầm thừa số chung thì biểu thức sẽ còn biểu thức trong căn sẽ được viết lại là 1 trừ sin bình t nhân 2 căn 2 cos t dt. Và 1 trừ sin bình t được viết lại là bằng cos bình t và bằng cách đưa tóm cos bình t này ra khỏi căn ta sẽ thu được là 2 căn 2 cos t nhân thêm 2 căn 2 cos t bên ngoài nữa thì ta được 2 căn 2 cos t tất cả bình dt. Bình phương biểu thức lên ta được 2 căn 2 bình phương là bằng Bằng hàng số 8 chúng ta đưa nó ngoài Còn lại bên trong sẽ là cốt bình T, DT. Họ bậc cốt bình T ta thu được một cộng cốt 2T trên 2. Tóm rút cộng với 2 cộng là 4. Và việc lái nguyên hòm của 1 là T. Nguyên hàm của cốt 2T là 1 phần 2 sinh 2T. Cặn tới từ trừ bi trên 4. Đi bi trên 4 chúng ta viết lại. Và bằng cách thế cặn chúng ta sẽ có được kết quả của tích phân Y1 là bằng 4 cộng 2B. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi tính tích phân Y2 là tích phân từ 2 đến 2 của 1 phần 2x bình dx. Tích phân này có nguyên hàm trực tiếp. Nguyên hàm của x bình là x mũ 3 trên 3, nhân 1 phần 2 nữa ta thu được kết quả là 1 phần 6x mũ 3, cặn trừ 2 đến 2, chúng ta viết lại. Và bằng cách thế cặn vô, chúng ta thu được kết quả là 8 phần 3. bài thức lúc đó diện tích phần cạch sạc của chúng ta sẽ là x1 bằng y1 trừ y2, tức là bằng 2 b cộng 4 trừ 8 phần 3, kết quả bằng 2 b cộng 4 phần 3. Một lần nữa cái em quan sát là diện tích phần gạch sạp x1 của chúng ta sẽ là bằng 2 pi cộng 4 phần 3. Thì lúc đó diện tích phần còn lại của hình tròn sẽ là pi căn 2 trên 2 tất cả bình, tức là diện tích của hình tròn. Từ đi diện tích x1, tức là diện tích phần gạch sạp. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả là 6 pi trừ 4 phần 3. Vậy thì lúc đó tỷ số diện tích của hai phần sẽ là x1 trên x2 sẽ bằng 2 pi cộng 4 phần 3 trên 6 pi trừ 4 phần 3 và kết quả ta thu được sẽ là 3 b cộng 2 tan chính b trừ 2. Như vậy qua bài học này, chúng ta đánh chúng ta cần nắm lại các kiến thức căn bản. Đó là khi hình phản được giới hạn bởi một đường cong fx, các đường thẳng x bằng a x bằng b và trục hoành ox thì diện tích của chúng ta sẽ là tích phân từ a đến b giá trị tuyệt đối của fx dx. Còn khi hình phản của chúng ta giới hạn bởi hai đường cong fx gx, các đường thẳng x bằng a x bằng b thì diện tích của chúng ta sẽ là tích phân từ a đến b của giá trị tuyệt đối fx trừ gx dx và một lần nữa thầy đề nghị các em quan tâm thật kỹ xem thật kỹ và nắm thật kỹ các phương pháp giải của dạng 1, dạng 2 thầy vừa nêu ở trên trên cơ sở đó các em tiến hành làm bài tập về nhà bài tập về nhà gồm có 3 bài mà thầy nêu ra ở đây để các em áp dụng kiến thức đã học để chúng ta tiến hành bài 1, tính diện tích hình phản với học bị các đường y bằng x bình y bằng giá trị tuyệt đối của x cộng 2. Bài 2. Tính diện tích hình phản với hạn bởi y bằng căn x trừ x, y bằng 0. Và bài 3. Tính diện tích hình phản với hạn bởi y bằng giá trị tuyệt đối của x bình trừ 4 và y bằng x bình trên 2 cộng 4. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo.